nam ca sĩ G-Dragon Big Bang bị truy tố vì liên quan ma túy. Chiều ngày 25 tháng 10, cơ quan cảnh sát Seoul cho biết đã truy tố không giam giữ đối với nam ca sĩ G-Dragon thuộc nhóm nhạc Big Bang vì sử dụng ma túy. Trưởng nhóm nhạc Big Bang là cái tên tiếp theo bị điều tra sau khi cảnh sát phát hiện ra nam diễn viên Lee Sun-kyun sử dụng ma túy tại cơ sở giải trí người lớn ở Gangnam. Trong khi nam ca sĩ G-Dragon bị truy tố không giam giữ, đại diện của công ty EZ Entertainment cho biết, công ty không biết bất kỳ thông tin nào về cuộc điều tra hay cáo buộc sử dụng ma túy của G-Dragon và hiện đang xác minh sự việc. Được biết, trước đó nam diễn viên Lee Sun-kyun đã bị tạm giam vì tội sử dụng cần sa và thuốc hướng tâm thần theo đạo luật quản lý ma túy. Theo tin tức từ cảnh sát Seoul, cơ quan điều tra tiếp nhận thông tin điều tra từ tháng 9 năm 2023, mọi chuyện bắt đầu từ quản lý của một cơ sở giải trí. Thông qua người này, phía cảnh sát biết được cáo buộc sử dụng cần sa của Lee Sun-kyun. Hiện tại, cảnh sát tiếp tục điều tra sau khi truy tố nam ca sĩ G-Dragon.